Anh Việt ơi, chiều nay em cho giao á, cái con này cho anh nha anh Việt. Con này là con inbuilt mà có thể lưu được dữ liệu, rồi có thể là nhập số liệu dữ liệu ở đây mà đúng theo cái yêu cầu của anh nè. Đường muốn bao nhiêu cái trong một cái build, rồi trọng lượng này là trọng lượng anh có thể muốn anh nhiêu cũng được. Và con này nó có chức năng là rất là tiện cho anh, là anh muốn lấy số liệu thì gắm cái dây nguồn anh, cái dây nguồn của cái wifi ấy, cái dây mạng của wifi ấy vô đây, thì cái phần mềm con á em sẽ cài cho tất cả các cái máy tính của anh cần, thì tự động khi mà anh cắm cái dây mạng này vô trong cái đầu con phía sau này thì nó sẽ, cái máy tính với cái phần mềm nó sẽ tự hiểu với nhau với cái đầu con này, và nó sẽ truyền dữ liệu vô máy tính cho anh. Anh ở đâu anh cũng có thể quản lý được hết. Đây, cái con này là cái con nó là bị nó in cho nên nó sẽ xài dây điện trực tiếp nha anh, chứ không có dây sạc nha anh. Chịu khó kiếm cái ổ điện kế bên. Rồi chiều nay em cho nó giao cho anh đây em. Cái tem em làm ra cho anh ở đây, đường muối hột ngọt, anh chỉ cần cho nhân viên bấm mấy cái mã này là ra hết, không còn phải nhập số gì hết trơn, vẫn cái bàn cũ inox bình thường nha.